Hello, xin chào tất cả các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn thay màn trên hình chiếc Oppo A83. Đây trên tay mình đây là chiếc Oppo A83 và đây là pin của Oppo A83. Và màn, tình trạng màn này đã là màn này đã hỏng rồi nhé, và mình đã cạy ra rồi. Màn thì nó như thế này. Đây màn hình của nó như thế này. Đây miếng của thằng này. Này như thế này thì các bạn chỉ cần cầm cái này, thiết bị này, ấn nậy, nậy ra là ra nhé. Màn hình này thì mình giới thiệu sơ qua màn hình này luôn. Màn hình này là màn hình liền cảm ứng liền màn hình luôn các bạn nhé. Đây nhé, cảm ứng là liền luôn màn hình này. Nó chia ra hai lớp. Đây là lớp màn hình đây này các bạn nhé. Để cho mình đây là lớp màn hình này. Còn đây là lớp kính. Lớp kính này là kính không thôi. Đây là kính không như này, này. Kính không kiểu như này này. Các bạn vỡ kính các bạn có thể đi ép lại được nhé. Ví dụ giá thì chắc thì tầm 300.000 quay về thôi các bạn nhé. Vỡ kính ở trên màn hình các bạn có thể đi ép được về nhé, không ảnh hưởng gì nhé. Còn cái cảm ứng của nó thì sẽ kể cả vỡ kính các bạn vẫn dùng bình thường nhé. Còn mà các bạn mà vỡ kính mà các bạn đã liệt hẳn thì chỉ có bỏ đi thôi các bạn nhé. Màn hình mà đã vỡ kính mà đã vừa vỡ kính và vừa liệt cảm ứng thì các bạn chỉ có bỏ đi. Còn màn hình mà vỡ kính mà vẫn dùng bình thường thì các bạn có thể đi ép phục hồi được nhé, hoặc là sọc chết thì cũng ấy được. Cái này là màn hình liệt cảm ứng. Và đây là màn mình, đây là mình vừa mua cái màn này giá vài trăm ngàn thôi. Và mình đã mua kiện và mình sẽ lắp cái màn và test thử xem là màn còn lên ok không các bạn nhé. Đây là mình nhận cho một ông anh ở xa. Hay ông anh ở xa. Mình chủ yếu mình hay thay ở trên mạng cũng nhiều các bạn nhé. Các họ khách quen hay là phá mất khẩu. Tin tưởng nhé, tin tưởng là đây nhé. Và mình sẽ bật nguồn lên. Đây, và chiếc Oppo chúng ta đã lên rồi. Mình theo mình không thể, đây là loa, phần loa của điện thoại này. Và đây phần main, bo main thì mình cảm thấy rất là thiết kế rất chắc chắn các bạn. Oppo thiết kế là, họ thiết kế là rất chắc chắn, rất tốt. Còn đây thiết kế là, mình thấy là ok nhất đấy. Các bạn có thể là, nếu các bạn có thể mua, các bạn có thể muốn mình tư vấn và sửa chữa thì các bạn có thể là inbox mình qua Zalo, Facebook. Hoặc là các bạn có máy cũ là muốn trao đổi với mình, hoặc máy hỏng không dùng nữa thì các bạn có thể gửi về inbox cho mình để anh em mình trao đổi được. Cũng vấn đề gì ở đây là mình sẽ, đây là màn đã lên, mình sẽ vuốt lên. Và mình sẽ cố gắng khớp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, màn ok nhé. Nhưng mà với màn hình này thì mật khẩu thì quên, mình không hỏi người ta như nào, nhưng mình vuốt ok rồi. Và mình sẽ lắp cho các bạn xem nhé. Các bạn muốn có máy cũ, máy mà không hỏng không dùng đến, các bạn muốn trao đổi với mình thì các bạn có thể là inbox cho mình và gửi cho mình. Mình sẽ test lấy được con nào mình sẽ đổi cho các bạn nhé. Và mình sẽ đây, vào đây lọ keo cần thiết. Đây là lọ keo B7000, keo để dán màn hình, ai dán màn hình điện thoại này. Và mình sẽ bôi đều xung quanh màn hình nhé. Với cái này thì các mình đã vệ sinh sạch sẽ rồi, mình bây giờ chỉ bôi keo vào để gắn màn hình thôi các bạn. Để bôi keo gắn màn hình. Để này mình chỉ bôi keo thôi các bạn. Đấy. Các bạn thì nói chung là các bạn không làm được thì các bạn không nên làm nhé. Mình làm nó quen rồi thì mình có thể làm được. Chứ nói thế thôi, nhìn thế này thì dễ thôi, nhưng các bạn thực ra lúc các bạn vào thực tế nó khó lắm các bạn. Nhưng không phải dễ như các bạn nhìn qua thì mình làm được nhé. Đây mình sẽ gắn vào. Nào ra mình làm quen rồi cảm giác nó rất nhẹ nhàng, đơn giản. Đây mình sẽ gắn cáp màn vào. Còn các bạn mà muốn vòng vành thì các bạn có thể cũng thể mua đồ được. Mua đồ để làm được. Và mình sẽ vặn ốc. Ở đây mình sẽ có mấy con ốc. Máy này khả năng là đã ép kính một lần rồi, mình không thấy cái lồng nữa ở đây. Mà thôi mình cũng kệ, cái lồng đầu tiên mình không có.
Vâng, với màn hình thiết kế rất đơn giản, các bạn không phải tháo main này. Các bạn chỉ có tháo cái vỏ này này và cái pin ra là các bạn cạy chân connect này ra. Vặn một ốc ở đây. Rồi các bạn cạy chân connect ra là các bạn đã thay được màn hình rồi nhé. Oppo Tam 3 rồi. Thiết kế rất hay ở chỗ đấy. Và mình sẽ lắp lưng vào cho các bạn xem. Đấy. Lắp xong các bạn nhé. Và mình sẽ lắp xong. Quá trình chờ keo khô thì các bạn nịt thêm cái vòng chun để cho giữ cố cho màn hình nhé. Chắc chắn. Đây mình sẽ ra cố thêm cái nịt. Mình sẽ cố thêm nịt ở đây nữa. Đây, mình sẽ dây chun thì mình đang không biết mình vứt đâu nên mình tạm thời cho hai dây chun vào đây đã. Đây mình sẽ lắp cái sim vào. Sim của khách, mình không biết được khách nào đâu. Lắp sim của khách vào. Đây, mình sẽ bật nguồn lên. Vâng, và máy đang khởi động lại rồi các bạn nhé. A83 thì thay màn hình thì rất đơn giản, còn và công đoạn ép kính thì các bạn khá khó khăn đấy nhé, không phải đơn giản các bạn nhé. Vâng, như vậy là đã lên ok và xin chào tất cả các bạn nhé. Các bạn nếu thấy hay clip mình hay thì các bạn nhớ đăng ký like, subscribe kênh giúp mình nhé. Và xin chào tất cả các bạn ạ.